Alo, 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 chào anh em nhé, lại là tôi đây anh em ơi. Tiếp tục là chuyên mục chương trình series ấp cầu kéo cầu tài xỉu về bờ cho anh em. Và hôm nay lên cho anh em bản video ấp cầu tài xỉu về bờ cho anh em này. Anh em xem video đừng quên để lại cho tôi một like, tìm subscribe, đăng ký kênh để mà tôi có cái động lực ra thêm nhiều video hay, chất lượng hơn cho anh em xem anh em nhé. Anh em xem video đừng quên để lại cho tôi một like, tìm subscribe, đăng ký kênh để mà tôi có cái động lực ra thêm nhiều video hay, chất lượng hơn cho anh em xem này nhé. Và câu này là xỉu 9 ở đây, xỉu 9 ở đây, tài 417 đấy anh em ạ, tài 23 xỉu 7 à. Hai vốn hôm nay là 20 củ anh em nhé, 20 củ và anh em sẽ đánh lên dương đâu đấy là tầm 15 đến 20 củ, tức là 35, 35, 40 củ mình sẽ hoàn thành chỉ tiêu và kết thúc video luôn ấy. Ai mong là hôm nay anh em mình đánh thuận buồm xuôi gió suôn sẻ cả vẹn đôi đường anh em nha. Ai tài 2, tài bao nhiêu đây anh em? Tài 13. Tài 13, tính ra tài 13 để gì ra nhiều nhỉ? Tài 13 toàn hay bị về tài thôi. Tài 13 này giờ bị về tài quá trời. Ai, tài 13 này giờ bị về tài quá trời luôn. Xem cái này tài xỉu đây. Ai xỉu nào ạ? Xỉu 4 luôn, xỉu nhỏ đét. Mà là đét của chúng tôi, xỉu cái 1. Ok. Tài cái đầu tiên. À, anh em sẽ vào cái tài đầu tiên 5 củ đây anh em nhé. Tài cái đầu tiên 5 củ đây, chỉ còn đánh thông dương tầm 3 4 tay 5 củ liên tục như này thôi là đủ chốt lãi không ạ? Không biết hôm nay nên vào cầu chuẩn hay không đây. Chốt lại 15-20 củ tối kiếm bác châu lòng full tấp pin của anh em nhà mình. Trời bắt đầu lạnh lạnh dần rồi. Phải kiếm bác châu lòng uy tín ơi. Tài 11 anh em ơi. Vừa đúng là dư khít một nút luôn cho anh em mình rồi. Trên này thì bắt 11 mong nhá. Bắt 11 trên này 5 củ cho anh em. 5 củ tài may mắn ở đây cho mong này. Đêm tôi trống trống rồi này, vứt luôn và phát bẻ xỉu luôn trời. Ai vẫn là 20 củ ở đây, vẫn đang hơi vốn không ạ, vẫn chưa thấy dương ở đâu. Tài 11 rồi, bẻ xỉu rồi, xỉu cái này 5 củ cho mình nhá anh em. À, 76 củ đi, 6 củ cho dương dương tí anh em, 7 củ cho chặn tiền luôn. Còn đúng 13 củ đây, và cái 7 củ này phải bú được nhá, bú được gọi là hay. Kể thì toan. Ai chuẩn bú xỉu 9 quá đẹp cho anh em mình. Ai cầu 212 rồi, siêu 7 rồi. Bẻ tài cái này cho mình tầm 5 củ anh em nhé, 5 củ tài cái này 7 củ luôn. Đang dương 7 củ đánh luôn, đóng luôn 7 củ sợ gì đâu anh em. Đánh vẫn là mấy cái tay đầu tiên để anh em mình làm quen cầu thôi, vẫn chưa lo lắng mấy. Cố gắng dương tầm 2 tay, 3 tay 7 củ nữa thôi là đủ chốt dương cho anh em 20 củ uy tín luôn. 7 x 3 21, đánh 3 tay 7 là chốt được 20 củ rồi. Tay 7 này, tay 7 củ này mà bú nữa thì chắc là anh em mình gần đến đích rồi anh em ạ. Cố gắng một tay nữa thôi là đủ chốt lại cho anh em mình ấy. Đặng tên này xong rồi anh em sẽ vào 10 đến 5 luôn. 10 đến 5 chắc là tôi sẽ bẻ xỉu hoặc là bẻ xỉu ấy. Và câu 10 đến 5 chắc bẻ xỉu đánh lên 2 xỉu luôn không ạ? Trống thế, đánh mini là xỉu nãy giờ toàn gãy anh em ơi. Đây tỷ T7 rồi. Ok anh em, ăn được T7 gãy lại T7 không ạ? Ăn được T7 là gãy lại T7 cũ mới đâu. Ok, tiếp tục T7 cũ xỉu ở đây anh em nhé. Tiếp tục T7 cũ xỉu ở đây không ạ? Ăn lên xỉu 3, xỉu 3 hay thật. 476 kết thúc là con xấu không ạ? Không, để tí nặng xong coin 10 đến 5 này tí rồi anh em lên soi bạn câu cái sâu không nhá. Trống rồi, à, trống lại có siêu 7 này này. Lại dương 7 cú lại này. Tiếp tục gõ tiếp cho anh em mình này. 476 ở đây. Bệt xíu này giờ khá là dài rồi. 6 cộng 3 thì lại là số chẵn. 6 cộng 3 số lẻ chứ, số lẻ đánh tài đẹp rồi. À, cái này vào tài tôi hơi rủi ro cao tí mà thôi không sợ nữa anh em. Đánh thì phải có rủi ro chứ. Cứ vào đi, thua thì nên mình gỡ lại thôi. Cái này thua thì vẫn hơi vốn mà, đâu có gì, đâu có vấn đề gì nên phải lo đâu. Cái này bú thì anh sẽ bú dương 2 tay 7 củ đúng không? Ráng kiếm một tay 7 củ nữa thì đẹp không ạ? 9, 2 con 9 rồi, cái này biết cái xỉu 3 không? Nàng con tài này xong rồi anh em tính tính sâu. Đấy, nàng con tài này xong rồi tính sâu. Phải có tài đi nhá. Tài đi nhá, ok, chuẩn tài cho anh em rồi. Chuẩn con tài 14 cho anh em mình đúng không? Đang là 13 củ đây.
Nghĩa là anh em đang dư 13 củ anh em ạ. Phải tầm một tay 5 củ nữa thì mới gọi là chốt lại cho anh em được. Ai, anh em mình sẽ ráng tiêu cầu quả này thì chắc là bị xỉu rồi. À, chắc không vào cầu đâu. Vào không kịp anh em ạ. Trúng xỉu 5 cho anh em luôn. À, tính ra có thêm thời gian tí vào cầu thì lại là hút bạc cái đấy rồi. Cái này bỏ hơi phí không ơi. Ai, cái này về tài tiếp anh em nhá. Tài tiếp cái này cho mình tầm 5 củ ở đây không ạ? 5 củ tài ở đây nhá. Cái này tài 5 củ đẹp rồi. Mình là tầm 13 củ rồi, cái tài này 4 5 củ nữa thì mình sẽ chốt lại đâu đấy tầm là 10 16 18 18 17 củ gì đấy cũng được. Chắc là mục tiêu đến 15 đến 20 củ mà. Thì giờ chốt 17 18 củ thì cũng gọi là ok rồi. Quá ok luôn. 20 củ thì tuyệt vời mà 15 17 17 18 củ thì quá là ok rồi. Không đòi hỏi gì nhiều đâu anh em. Hoàn thành mục tiêu mình đưa ra thì mình chốt lại và bảo toàn vốn thôi. Chứ anh em mà còn ráng tiếc tiếc tham thâm anh em đáng đánh lên 20 củ thì rất là dễ chết. Chung là ổn rồi thì rút đi nha các bạn, đừng tham làm gì, có lãi là rút thôi anh em nhé. Ai chuẩn luôn cho anh em mình con tài 16 anh em nhé. Đấy, chốt lại cho anh em là 20 củ lên 38 củ thì dương 18 củ luôn. Kết thúc video rồi, như anh em thấy thì kênh mình chuyên làm về Go 88, chia sẻ những cách chơi, những phương pháp chơi Go 88, tài xỉu Go 88 được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân cho anh em tham khảo. Chúc anh em chơi Go 88 tăng lớn, nhớ like video và sub kênh ủng hộ mình nhé anh em. Bye bye anh em.